kiểm tra con Jim biển 44363D. Anh ơi em bảo ấy. Mày mang cẩn trong người à? Tội mày nặng lắm. Vỡ mồm rồi. Cho nó lên cam nhông luôn. Cam nhông luôn. Một nụ cười luôn hé, tắt máy xuống xe. Còn em vẫn đang ngơ, đang thở, đang ngẩn ngơ. Không hiểu mình làm gì mà lại bị bắt. Đứng giữa ngã tư cơ mà tại sao bắt riêng em? Em bị oan, không phải em, sao lại đen như thế? Đang đi một mình, đang ăn vỉa thôi. Nhưng sao anh cứ nghĩ, cứ lo rằng em là một thằng tội phạm như thế? Xin anh lần này thu xếp thì em biết nói sao với lại bố mẹ bây giờ. Vậy thì chạy đi công an kia, công bỏ chốt em ê, công an kia, công an kia, quay đầu em ê, quay đầu em ê, công an kia, công an kia, có chốt em ê, có chốt em ê, công an kia, công an kia, chốt ngay bên đường. Em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Anh đừng có bớ vậy. Nhèo còng tay cho mày lên thùng bây giờ. Anh ơi bảo em không trình bày gì hết. Nộp giấy tờ đi em. Em quên em ở nhà rồi. Hôm nay anh rất thích, rất vui lòng. Vì em tự nhiên bỗng đầu ở cánh trốn. Chỉ có mấy trăm thôi mà em. Nên em hãy gọi bố mẹ đến đốt cho bọn anh xin đôi tờ phong bì. Ok. Không thì mày chết. Nghe chưa? Nghe rồi. Tội này nặng lắm. Mày hết chữa. Vâng. Ít nhất là vài năm. Không em... thì lên số 7 ăn vài đấm. Đừng để cho bọn anh phải nặng tay. Nhìn kia mới tánh chạy ăn rồi vui bay. Khuyến mãi thêm đôi đốc giữa cặp lông mày. Mồm mũi nhiều máu nên thì nhau chảy. Thế nên anh khuyên chú nghe an dạ. Công an kia có chốt em ê. Có chốt em ê. Công an kia, công an kia, quay đầu em ê. Quay đầu em ê. Công an kia, công an kia, có chốt em ê. Công an kia chốt ngay bên đường. Em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin anh. Ngoài kia đôi lứa đang đi ăn vỉa không có ai để ý. Ngồi đây bị bắt em đang rất buồn gọi bố mẹ đến đón tôi. Cầu cho bị bắt nhưng không lên phường không có ai để cứu em. Thì ra hạnh phúc ngay bây giờ em tìm đó là được về với mẹ. Không trình bày gì hết em mê. Không trình bày gì hết em mê. Nộp tiền rồi về nhé. Vì giờ anh cũng đang phải bắt mấy thằng. Nhưng anh ơi em xin lỗi, em không có tiền cho em về nhé. Thì em sẽ quay về tí, em cầm giấy với tiền giúp em lần cuối thôi, em chưa rồi.